Thì chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Thì nhiều bạn có thắc mắc hỏi là làm kênh YouTube có khó hay không, và có lần nào mà rút được tiền hay là chưa, và cái điều kiện là để bật nút kiếm tiền là gì. Và ngày hôm nay là mình sẽ trả lời một số câu hỏi của các bạn, và sẵn đây mình sẽ chia sẻ luôn cái cách mà đăng ký thông tin thuế ở trên cái trang YouTube để chúng ta lấy tiền. Điều đầu tiên là cái câu hỏi là cái điều kiện để cái trang YouTube bật nút kiếm tiền. Thì mình có thể là tra Google á với cái từ khóa là điều kiện để bật kiếm tiền từ YouTube, rồi các bạn sẽ xem thông tin. Có rất là nhiều trang, ở đây là cái trang đầu tiên các bạn có thể là tham khảo. Ví dụ như là cái số lượt người đăng ký, là hay còn gọi là subscribe, cái kênh của bạn là 1.000 người trở lên. Tất nhiên là cái mốc ở đây là ta quy định đó là 1.000 người. Cái thứ hai là cái thời gian xem các cái video của bạn á, là cái thời gian xem thực tế của người ta xem thì tổng là phải là đạt là 4.000 giờ trong vòng 1 năm. Như vậy thì là khi mà các bạn là đạt được những cái mốc này thì YouTube sẽ gửi cho bạn một cái yêu cầu là xác minh, rồi các bạn mới gửi xác minh, rồi sau đó là nếu mà các bạn đủ điều kiện thì các bạn sẽ trở thành cái đối tác của trên YouTube để kiếm tiền. Lúc đó cái nút là bật kiếm tiền của bạn khi mà YouTube đã là xác nhận rồi là các bạn sẽ bật được cái nút kiếm tiền đó. Rồi như các bạn đã thấy là kênh YouTube của mình á, thì hiện tại tổng số là lượt đăng ký hiện tại là 2.213 người. Như vậy thì cái số lượng này là cái số lượng là số thật chứ không phải là số ảo. Đôi khi một số bạn là sử dụng trang YouTube á, là muốn bật kiếm tiền nhanh thì đi mua là sập đi mua subscribe á, đi mua là số lượng người đăng ký á. Nhưng mà cái đó là số lượng ảo. Cũng có nhiều cái trang bán số lượng sập để chúng ta là đạt cái mốc là 1.000 người đăng ký, và thậm chí là cái thời gian là 4.000 thời gian xem. Như vậy thì đó là những cái con số ảo, và cái người bán cho bạn là người ta sẽ bảo hành cho bạn trong vòng 3 tháng hoặc là bao nhiêu tháng đó. Thì sau thời gian bảo hành đó thì nếu trang YouTube phát hiện bạn là mua những cái sub đó hoặc là cái giờ xem đó là ảo thì trang YouTube sẽ khóa cái kênh của bạn. Và hiện tại thì kênh của mình đã được YouTube xác nhận và làm đối tác để kiếm tiền. Như vậy thì cái thời gian xem của kênh mình đó là 25.000 giờ xem, đó là số liệu thực tế. Vậy thì khi cái kênh mình được bật nút kiếm tiền thì các bạn phải liên kết với một cái tài khoản gọi là Google AdSense. Ở chẳng hạn bấm vào cái nút kiếm tiền ha. Thì sau khi mình đã là thành viên hay gọi là đối tác của YouTube á, mình liên kết với một cái tài khoản gọi là tài khoản AdSense thông qua một cái trang, đó là trang Google AdSense, để chúng ta là thanh toán tiền hàng tháng trên đó. Ví dụ như là mình sẽ vào cái trang tìm kiếm, rồi chúng ta sẽ tìm tìm kiếm với cái trang là Google AdSense. Thì đăng ký Google AdSense như thế nào, các bạn có thể lên mạng các bạn tra cứu thông tin, rồi các bạn sẽ làm theo các bước người ta hướng dẫn để chúng ta làm một cái tài khoản liên kết qua Google AdSense để chúng ta nhận tiền. Như vậy thì cái trang Google AdSense đó, khi mà tôi đã liên kết thành công rồi á, thì sẽ đăng nhập trực tiếp vô cái trang này luôn. Cái phần xác minh thanh toán này mình đã xác minh thành công. Như vậy thì khi mà mình đó là muốn đó là rút tiền từ đó là YouTube thì chúng ta phải là xác minh cái tài khoản ngân hàng. Còn cái cách xác minh như thế nào, các bạn có thể là truy cập trên mạng ấy, các bạn tìm hiểu để chúng ta xác minh.
Rồi ví dụ thông tin thanh toán rồi các bạn. Các bạn sẽ chọn vào cái tài khoản thanh toán nha. Rồi các bạn sẽ chọn qua đô la Mỹ. Ở trên là quốc gia Việt Nam nha. Mình chọn đây. Khi mà liên kết qua cái phần Google Send á, thì sẽ là để cái thu nhập của các bạn qua từng tháng. Như vậy các bạn thấy là cái ngưỡng thu nhập mà cho phép để chúng ta là nhận được cái tiền từ YouTube trả. Thì ở đây là các bạn thấy ở đây là mình có là tổng cộng là 75,67 đô. À, như vậy thì cái ngưỡng thanh toán mình chưa đạt được 100 đô. Khi nào cái kênh của mình đó, cái kênh của mình đó là đạt được 100 đô thì lúc đó mình sẽ được YouTube sẽ chuyển tiền cho mình. Cho nên các bạn thấy đây là cái ngưỡng, cái ngưỡng thấp nhất trong tháng đó mà các bạn lãnh được, hoặc là nhiều tháng cộng dồn. Như vậy thì là các bạn thấy là hàng tháng thì mình có những cái số lượng giao dịch, mà trong khi đó là giao dịch của mình là chưa có rút lần nào các bạn. Cái này là chia sẻ thôi. Ví dụ số dư đầu kỳ cuối kỳ vậy nè, thì hàng tháng nó có là tổng kết cho mình. Ví dụ ngày mới nhất của mình là ngày 30 tháng 9 là kết sổ. Như vậy thì kết sổ sẽ cộng lên cái số dư của mình. Ví dụ tháng vừa rồi là có 8 đô à, cộng vô. Có nhiều bạn hỏi sao mà cái kênh mà mỗi tháng thu nhập có 8 đô, 9 đô vậy. Xin thưa các bạn rằng thì đôi khi bản thân là cũng muốn thu nhập chính từ YouTube, nhưng mà do cái điều kiện mình không có thời gian. Nếu mà có thời gian đầu tư thì chắc chắn rằng một điều là cái số 8 đô này là quá ít đối với một người YouTuber. Còn nếu mà các bạn muốn là thu nhập chính của mình từ trang YouTube thì các bạn cứ đầu tư hay làm những cái video hay thì có nhiều cái người xem thì chúng ta có nhiều tiền các bạn. Còn riêng tôi là chủ yếu là chia sẻ thôi các bạn. Thì cái nào là cái đó, ví dụ như là mình thực tế mình thấy là trang YouTube nhiều bạn là làm YouTuber cũng có kiếm tiền được, mình coi thử là khả năng mình kiếm tiền được không. Tại vì mình không có thời gian nhiều cho nên là mình làm video không có thường xuyên lắm, cho nên là vẫn có tiền vào cái tài khoản này. Rồi mình sẽ trở qua thanh toán. Ví dụ cái ngưỡng này là 75,67, gần 100 đô rồi. Như vậy thì là trước đó thì chưa có là cái khu vực màu đỏ nè. Ví dụ như là ở đây là cảnh báo là để đảm bảo thanh toán của bạn theo chu kỳ thanh toán tiếp theo thì vui lòng cung cấp tin thế. Rồi cái này là mới xuất hiện thôi, chứ tháng trước á là chỉ có 6 mấy đô à. Tháng này cộng vô 8 đô nữa là coi như là lên 75,67 đô, gần đến ngưỡng 100 đô. Thì chắc từ đây tới Tết rồi ha, mỗi tháng 8 đô rồi cộng lên. Như vậy thì là tới cái ngưỡng này là gần tới 100 đô thì buộc chúng ta phải là khai báo thông tin thuế. Như vậy thì mình phải làm cái khai báo thông tin thuế nữa. Tại vì bên giao dịch ngân hàng mình đã thêm tài khoản vô đó rồi. Cái tài khoản ngân hàng mình đã xác nhận rồi. Nhắc lại các bạn nào mà muốn xác nhận cái tài khoản ngân hàng vào cái Google AdSense đó, để mình là kiếm tiền, mình lấy tiền từ YouTube, thì mình lên mạng mình tìm kiếm thông tin để người ta hướng dẫn cho mình. Rồi bây giờ là tôi sẽ là làm cái xác minh về thế, để là đến 100 đô thì bên YouTube sẽ chuyển tiền cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ bấm cập nhật. Các bạn nhìn vào cái nút là thêm thông tin thuế. Rồi sau đó là chúng ta sẽ chọn là bắt đầu biểu mẫu. Rồi tiếp tục cái cửa sổ hiển thị ra thì các bạn bấm tiếp theo. Tại vì ở đây là bắt buộc chúng ta phải đăng nhập lại cái tài khoản Gmail của chúng ta. Rồi tới cái phần này thì thông tin thuế tại Hoa Kỳ. Dành cho là cái cá nhân hoặc là không phải là cá nhân hoặc là pháp nhân. Thì cái này là mình là cá nhân thì mình chọn là cá nhân. Riêng bản thân tài khoản của mình là cá nhân, riêng của mình thì mình chọn cá nhân. Bấm chữ tiếp. Rồi dưới đây hỏi nó là bạn có phải là công dân cư trú tại Hoa Kỳ hay không. Thì mình để không. Nếu mà mình là Việt Nam, mình ở quốc gia Việt Nam ha, thì mình để không. Tiếp tục. Rồi hãy chọn biểu mẫu nè.
Các bạn sẽ chọn biểu mẫu là W8BEN, W8BEN. Rồi mình chọn cái này. Rồi tiếp tục là bấm vào cái chữ là sử dụng biểu mẫu W8BEN. Tên cá nhân, vậy thì mình sẽ gõ tên không dấu nha các bạn. Các bạn sẽ gõ chữ Hoa. Họ tên của mình là chữ Hoa. Rồi cái tên thương mại DBA này bỏ trống. Này mình ở quốc gia nào? Quốc tịch nước nào? Ví dụ Việt Nam mình chọn Việt Nam. Rồi. Mã TIN nước ngoài này bỏ luôn. Này không nhập luôn. Rồi bấm chữ tiếp. Rồi tiếp theo là địa chỉ thường trú. Như vậy thì địa chỉ thường trú các bạn sẽ là nhập địa chỉ thường trú của mình vô. Ví dụ địa chỉ là ở địa chỉ nào ha. Ấp nào, xã nào. Các bạn ghi tiếng Việt không có dấu. Tiếp theo là thuộc là căn hộ phòng nào. Này không có thì thôi bỏ trống luôn. Thành phố. Thành phố để Cần Thơ. Ví dụ mình ở Cần Thơ, mình để Cần Thơ là không dấu. Chữ viết Hoa luôn ha. Rồi tiếp tục thì ở đây là cái tỉnh thì mình thuộc tỉnh nào. Ví dụ bạn ở Cần Thơ thì mình chọn là Cần Thơ, nhưng mà cái mã bưu điện đó các bạn. Các bạn sẽ tra vào cái trang web mã bưu điện Cần Thơ. Mã bưu điện Cần Thơ nhiều mã quá. Bây giờ mình sẽ vào cái trang vào cái trang này nha. In Express 360. Nó có hiển thị ra luôn các bạn. 94 3 số 0. Như vậy thì là chỗ mã bưu điện các bạn sẽ nhập vào là 94 3 số 0, là mã bưu điện của Cần Thơ. Địa chỉ gửi thư. Như vậy thì cái chỗ địa chỉ gửi thư này các bạn tích chọn vào. Tại vì sao? Tại vì nó giống như là cái nội dung hồi nãy giờ mình là nhập thường trú á, thì mình sẽ tích chọn vô. Còn nếu mà địa chỉ thư nó không giống với thường trú thì các bạn phải khai báo thêm một cái nữa. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ bấm cái chữ tiếp nè. Rồi tiếp theo thì cái phần mà Việt Nam không có hiệp định thuế với Hoa Kỳ thì mình sẽ chọn không. Rồi tiếp theo các bạn bấm chữ tiếp nha. Rồi tiếp theo là cái số 4 này là các hoạt động dịch vụ thực hiện tại Hoa Kỳ. Thì cá nhân xác định tại mã số thuế đã tiến hành bất kỳ hoạt động nào cho Google tại Hoa Kỳ chưa? Thì cái này lần đầu tiên chúng ta là tham gia khai báo thuế cho là bên Google AdSense. Từ trước đến nay là chưa có khai báo lần nào thì các bạn là sẽ chọn là cái chữ là không. Rồi sau đó là bấm cái chữ là tôi xác nhận nha. Tôi xác nhận. Rồi bấm tiếp theo. Rồi tới tiếp theo cái bước này thì các bạn sẽ tích vào cái chữ là tôi chấp nhận thỏa thuận. Tất nhiên là có thể là gửi qua tài khoản email cho mình một cái nội dung nào đó. Ở Google cung cấp thì người ta sẽ gửi cho mình qua email, khỏi mất công là gửi bằng giấy ha. Rồi các bạn sẽ bấm cái chữ tiếp nè. Rồi tiếp theo thì biểu mẫu này là mặc định. Như vậy thì mình sẽ tích chọn vào cái ô vuông này ha. Tôi xin xác nhận rằng tôi đã xem xét giấy tờ thông tin này là sự thật và chính xác. Như vậy thì là cái biểu mẫu này mình đã khai đầy đủ rồi. Thì mình sẽ bấm chữ tiếp. Rồi. Tới cái bước này thì mình sẽ xem lại cái thông tin của mình. Là xem thử coi là cái địa chỉ thường trú, cũng giống như là khai cái nơi ở của mình đó, đã chính xác chưa. Rồi tiếp theo là tới cái phần số 7 là xác nhận và ký tên đó. Các bạn sẽ lích chọn vào cái ô là tôi cam đoan và chấp nhận bị trừng phạt nếu là khai gian
Giống như là cái thông tin mình ban đầu mình đăng ký, mà nếu mà mình là khai những cái nội dung không chính xác thì sẽ bị trừng phạt, có thể là bị xóa kênh luôn nha các bạn. Rồi chữ ký của bạn ha, chữ ký của bạn. Rồi tiếp tục là mình sẽ gửi. Rồi sau khi chúng ta bấm chữ gửi xong rồi các bạn thấy là cái biểu mẫu mà W8BN để ở trạng thái là đang được phê duyệt á, thì cái này mình chờ nha. À mình chờ. Tại vì mình đang là gửi thông tin cho người ta xem xét để xem cái thông tin đó có đúng là như vậy không. Và sau khi mình đã đăng ký thế gửi cho bên trang Google AdSense xác nhận cho mình, thì sau khi mình đã gửi thành công rồi thì Google AdSense xem xét và đưa ra cái kết quả cho mình sau vài phút. Nếu mà lâu thì tầm khoảng 1 đến 2 ngày. Thì như các bạn đã thấy là hiện tại bây giờ là cái thông tin thuế của tôi đã được chấp nhận và được khai báo thành công, thì sẽ xuất hiện ra một cái dòng chữ là thông tin thuế của bạn tại Hoa Kỳ đã được chấp nhận. Khi mà các bạn đạt đến cái ngưỡng là 100 đô thì Google AdSense sẽ chuyển cái số tiền đó cho mình. Thì cái video của tôi chia sẻ đến đây đã kết thúc. Nếu các bạn thấy cái kênh của tôi hay và hữu ích thì các bạn đừng quên đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ cái video này đến mọi người cùng xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn lại các bạn trong những nội dung tiếp theo. Kênh Nguyễn Lít là nơi để cho các bạn tìm đến tri thức và kinh nghiệm cuộc sống. Để giúp các bạn xem những cái video mới nhất của kênh Nguyễn Lít thì các bạn làm theo các bước sau. Đầu tiên, các bạn vào Google và tìm với từ khóa Nguyễn Lít. Sau đó các bạn chọn vào kênh Nguyễn Lít tại liên kết đầu tiên. Tiếp theo, các bạn sẽ click chọn vào nút đăng ký bên phải cửa sổ màn hình và chọn vào biểu tượng chuông, chọn vào dòng chữ dành riêng cho bạn. Nếu các bạn thấy những cái video của kênh Nguyễn Lý hay thì các bạn đừng quên bấm nút like và chia sẻ đến mọi người cùng xem nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.